Mẹ ở chùa Phước Hậu phát tâm chia sẻ bà con khó khăn nè, những phần quà yêu thương cô chú. Buổi sáng là dùng bánh mì nha. Đồ em giờ mua bánh mì giờ mà không có giờ mặc không nè. Quay luôn. Dùng bánh mì cả nhà. Cái nước nữa nè. Dạ. Đây để con dắt qua con. Đây mẹ được đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên sư phụ ân sư, chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Vậy là đại lễ Vu Lan Phật lịch 2567 và dương lịch là năm 2023 tại đạo tràng chùa Phước Hậu đã thành tựu và viên mãn. Chúng con xin thay mặt ban tổ chức thành tâm đảnh lễ cảm tạ chư tôn đức đáp lời thỉnh cầu của chúng con, chấn tích Quan Lâm chứng minh tham dự buổi lễ hôm nay thành công viên mãn. Con nguyện mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện cầu Tam Bảo soi sáng gia hộ cho chư sư phụ ân sư, chư tôn đức và được dồi dào sức khỏe, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành, mãi là cây cao bóng cả, khai mở luồng phước điền, chỉ dạy và dẫn dắt đạo tràng Phật tử chúng con tu nhân học Phật ngày càng tinh tấn và là ngọn hải đăng soi sáng cho tất cả chư huynh chư con linh chiến sĩ trận nhân đồng bào tử nạn thập loại cô hồn đủ phước đủ duyên nghe tiếng kệ lời kinh được vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc đất Phật A Di Đà. Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn thể quý vị Phật tử gần xa và ban nhạc lễ, ca sĩ và các mạnh thường quân cùng đóng góp tâm lực, trí lực cùng nhau tham dự buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Con nguyện cầu Tam Bảo mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Gia hộ cho tất cả toàn thể quý vị Phật tử và ban nhạc lễ, các ca sĩ mạnh thường quân dồi dào sức khỏe, phước huệ song tu, tu học ngày càng tinh tấn và gia đình được hòa thuận hạnh phúc bình an, làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài phát lộc, thắng duyên trong cuộc sống, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo chương trình trong buổi lễ hôm nay, nếu không có sự đóng góp của tất cả quý vị Phật tử
thì một đại lễ lu lan hôm nay tại chùa Phước Hậu không sao mà được thành công tốt đẹp và viên mãn. Con đến tỉnh sư phụ anh sư, sư thầy trụ trì chùa Pháp Hòa kính dâng lên bằng công đức cho tất cả Phật tử có công đóng góp vào ngôi Tam Bảo cùng nhau để làm nên buổi lễ hôm nay thành công và tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Quan hỷ và Phật tử đạo tràng chùa Phước Hậu cũng quan hỷ hôm nay quý vị có quan hỷ cho cái Pháp Hậu ngày hôm nay. Xin Phật tử kim tệ và Phật tử cho một tràng pháo tay. Và trong khi quý vị quan hỷ giờ tụng chú, quý vị ngồi tâm thanh tịnh, thanh Đức Phật có nói như vậy, nói thanh thanh tịnh chứng vô thượng đạo, tâm thanh tịnh chứng vô thượng đạo, khẩu thường thanh tịnh chứng vô thượng đạo, ý thường thanh tịnh chứng vô thượng đạo. Mà quý vị Phật tử đây thì tất cả những người Phật tử con của Phật đã có cái tâm Bồ Đề, đo cái hạnh Bồ Đề mới đến hôm nay đến nơi Pháp Hậu đạo tràng chùa Phước Hậu quan hệ đến đây. Xin quý vị ngồi tại chỗ để chư tôn đức thì chú đại bi bảy biến và sau đó đi bảy dòng kinh hành để cho đạo tràng được trang nghiêm. Xin mấy quý vị cũng từ bi quan hệ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Dương chi tàn tỷ biên trái tam thiên tăng đồng ba đất ca lợi nhờ thiên ma pháp giới quảng tận viên ma nhờ thiên ma pháp giới quảng tận viên ma chỉ cờ tiêu thiên qua diệm qua hồng nguyên nam mô tăng lương địa bồ tát mô tăng lương địa bồ tát nam mô đẳng bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên tổ thiên nhãn vô ngã quan hệ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Dương chi tàn tỷ biên trái tam thiên tăng đồng ba đất ca lợi nhờ thiên ma pháp giới quảng tận viên ma chỉ cờ tiêu thiên qua diệm qua hồng nguyên nam mô tăng lương địa bồ tát nam mô tăng lương địa bồ tát nam mô tăng lương địa bồ tát nam mô đẳng bi hội thượng phật bồ tát hai nam mô đại bi hội thượng bồ tát hai nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên tổ thiên nhãn vô ngại đại bi
nam đà đa ni nam mô a đà đa na đà đa ya đà nam mô a di đà bà la ni đà la ma đà ya la đà tu bà ba ya ma bà ba ba ya ma nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật